Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, hôm nay thì là một ngày trong tháng 4. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn anh Nguyễn Văn Diện, một cựu chiến binh. Và thực sự là khi đến đây thì tôi cũng vẫn chưa biết gì về anh cả. Vì vậy quý vị và các bạn hãy cùng với Hải Yến trò chuyện với người cựu chiến binh, người Hà Nội này. Vâng, em chào anh. Vâng, chào. Trước tiên thì em xin cảm ơn anh là đã có theo dõi và quan tâm đến Win Win Việt Nam, cũng như là có một cái sự tin tưởng nhất định để tạo nên cái buổi gặp hôm nay. Anh là lớp đàn anh đi trước. Vì thế cái câu chuyện của anh, mặc dù đã có thể là theo như là mọi người dân Việt Nam thì đều nghĩ rằng là mình đã làm rất tốt cái công tác tuyên truyền về cái cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuy nhiên thì em tin rằng còn rất là nhiều những câu chuyện của những người lính mà ở các cái góc độ nó cụ thể thì chưa thể biết được. Cho nên em rất là muốn anh kể cái câu chuyện của anh. Về cảm ơn chị đã đến đây để trao đổi với chúng tôi về cái tầng lớp những người thanh niên Hà Nội lúc đấy lên đường đi chống Mỹ, đánh Mỹ, đánh Ngụy để thống nhất Tổ quốc. Thì cái giai đoạn chúng tôi đi bắt đầu nhập ngũ thì lúc đấy là Mỹ đã bắt đầu rút quân rồi. Thế nhưng Mỹ rút quân không có nghĩa là chúng ta đã hết chiến tranh. Lúc đấy chúng tôi vào chiến trường vẫn còn ác liệt lắm, vẫn còn bom đạn nhiều lắm. Trong thời gian huấn luyện thì chúng tôi bắt đầu vào, thì chúng tôi đi thẳng vào miền Đông Nam Bộ luôn. Vào đến khu rừng giáp với biên giới của Campuchia đấy. Ở đấy là bạt ngàn rừng cao su. Mà đấy, ở trong đó cũng là cái khu tập kết của cái liên trạm cuối cùng của cái đường dây 559. Và cũng là cái kho xăng dầu của đoàn 770. Thì chúng tôi vào đấy là bắt đầu giúp cái đoàn 770 xây dựng xăng, kho xăng dầu. Thế thì được vài ba tháng thì đấy, làm đào hầm đào các thứ chuẩn bị xăng dầu thì bắt đầu chúng tôi nhận lệnh xuống dưới chiến trường. Đấy, tức là khi mà đầu mùa mưa năm 1974 thì cái tiểu đoàn nhập ngũ của chúng tôi ở ngoài này ấy, gọi là tiểu đoàn 72, thì các anh em là đa số là xuống công trường 9. Hồi đấy ở vâng, ở trong miền Đông Nam Bộ ngày xưa nó có ngày trước nó có ba sư đoàn ở trong ấy, người ta gọi là công trường là 5, 7 và 9. Thế thì đa số anh em lại về công trường 9. Thế còn tôi thì và một số anh em khác khoảng trung đội thì lại được giữ ở lại, lại bổ sung cho cái bộ tư lệnh miền Nam, quân của bộ tư lệnh, thành lập một cái đơn vị đặc biệt. Thì đơn vị đặc biệt này á, nó gồm có một tiểu đội đặc công nước của lữ đoàn 216, và thành lập một trung đội DK82 và một trung đội phòng không 12-8. Và một trung thì mỗi một trung đội ấy thì có hai khẩu DK, 2 khẩu 12-8, 2 khẩu. Thì sau thời gian đấy thì khi mà thành lập xong ấy, thì chúng tôi lại ngược về Campuchia để đi huấn luyện tập. Bởi vì chúng tôi chỉ toàn là lính bộ binh mà. Thì lúc đấy lại về bên ý lại tập cho nó phù hợp với cái yêu cầu của chiến trường. Thì cái huấn luyện ở ngoài này cũng bài bản. Thế nhưng mà chúng tôi chỉ biết đánh theo cái kiểu của bộ binh thôi. Lăn lê bò toài, nói đúng ra tức là sau khi ở trong cái quân trường ra thì một người lính đánh trận thì ở cái mức độ chiến trận bình thường chứ không thể đánh được ở cái khu vực như của bọn tôi. Và cái đặc thù của bọn tôi nó là ở khu vực đồng nước. Thế cho nên là vừa phải học bơi này, học bơi xuồng này. Đấy. Thế rồi đánh dưới nước, rồi đánh các chốt ở trong đấy, vì chiến thuật ở ngoài này thì nói thật là không theo kịp với chiến trường, diễn biến của chiến trường. Vì thế cho nên tất cả những cái chúng tôi học gần như là bỏ đi, chỉ còn mỗi cách bắn súng và lăn lê bò toài, chả sử dụng được cái gì khác cả.
nữa. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2021. Thì ngày mai là ngày 9 tháng 4. Thì cách đây 46 năm, đúng là cái ngày giỗ trận của chúng tôi. Giỗ trận. Thế là chúng tôi gọi là cái giỗ trận bởi vì cái đơn vị của chúng tôi thành lập. Đấy, hôm ấy về đánh dưới lộ 4. Về đánh dưới lộ 4 mà chỉ có một đại đội thôi. Đại đội thì 2 DK, 12 ly 8 rồi tay súng AK thì nói đúng ra là cũng không nhiều. Chỉ có một trung đội bộ binh thôi mà. Thì một trung đội bộ binh đó thì có một tiểu đội là đặc công nước rồi. Khi mà chúng tôi về giờ dưới đánh chốt chặn lộ 4 ấy, thì bây giờ chuyển sang là lộ 1 ấy. Thì năm nào tôi cũng nhớ đến cái ngày 9 tháng 4 này vì anh em của chúng tôi hy sinh khá nhiều. Đêm ngày 8 là đêm hôm nay đấy. Đấy, đêm hôm nay đấy, tháng 4 năm 1975. Dạ. Nhà chúng tôi từ kênh Bà Đá hành quân ra quốc lộ 4. Tức là bây giờ người ta mình vẫn gọi là quốc lộ 1 đấy. Dạ. Đường đi từ Sài Gòn đi Mũi Cà Mau ấy. Còn ngày xưa ấy, thì từ Sài Gòn đi Mũi Cà Mau thì người ta gọi đấy là quốc lộ 4. Dạ. Thế thì cái nhiệm vụ của chúng tôi là đánh chặn ở cái cầu Tân Hương. Và nói về đi từ Sài Gòn đi đến Mỹ Tho ấy. Thế ngày xưa người ta gọi đấy là tỉnh Kiến Tường ấy. Thì nó có hai cái cầu lớn. Đó là cầu Bến Lức và cầu Tân An. Thì đến gần ngã ba Trung Lương thì nó có một cái cầu Tân Hương này. Nó bắc qua một con ngòi thôi. Chứ cũng không phải là một con sông. Không là sông lớn. Thế nhưng mà cái nhiệm vụ của chúng tôi đánh chặn ở đấy ấy, là để cho sư đoàn 5 đánh Tân An và đánh Mỹ Tho. Đấy, để cho hai đầu họ không ứng cứu được cho nhau. Thế đến tận đến 8 giờ sáng thì chúng tôi mới biết là người ta hoãn, không đánh nữa. Thì lúc đấy đã muộn rồi, chúng tôi không rút khỏi được trận địa được nữa. Địch nó bắt đầu nó nổ súng, nó đánh thẳng vào trận địa. Quay. Nó quay hết xung quanh. Coi như bọn tôi bị bao vây toàn bộ. Bao vây toàn bộ. Khi mà nó đánh vào ấy, thì nó mới đầu ấy, thì nó cũng tưởng là một bộ phận nhỏ thôi. Thế cho nên nó cũng chỉ đưa vào một bộ đại đội. Nó đánh. Nhưng mà chắc là hỗ trợ bên ngoài của nó cũng nhiều. Vì tăng 113 các thứ thì nó ở bên trên nó yểm trợ. Trên lộ 4 nó yểm trợ. Thế nhưng mà cái đại đội giám sát này vào ấy, thì đánh chúng tôi từ 8 giờ cho đến 11 giờ thì coi như là chúng tôi loại hẳn cái đại đội thám sát này. Sau đó thì chúng bắt đầu rút ra. Nó còn lại nó rút ra, thương binh các thứ thì nó rút ra, nó bắt đầu nó đưa tăng vào. Đưa tăng vào thì DK diệt hai tăng. Thì tôi nằm trong trận địa thôi, nghe chúng nó chửi đù má Việt Cộng mạnh quá tụi bay. Đó. Nó chửi nha, nó chửi mình vậy đó. Thế là nó bắt đầu nó gọi pháo bắn. Nhiều pháo từ căn cứ Đồng Tâm là của Mỹ Tho đấy. Căn cứ hải quân bắn lên, rồi căn cứ hải quân từ dưới Bến Lức bắn xuống. Thế là anh em chúng tôi chịu pháo suốt từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa là không biết bao nhiêu trận mà không biết bao nhiêu quả. Chúng tôi không thể đếm được nữa. Lúc đầu còn đếm xem là bao nhiêu, thử xem là... Nhưng về sau là không còn thể đếm nổi. Đánh đến 12 giờ trưa thì chúng ngừng. 1 giờ chiều lại vào đánh tiếp. Mà lúc này là tiểu đoàn 2 của trung đoàn 12, sư đoàn 7 ngụy. Một cái sư đoàn nổi tiếng thiện chiến đồng bằng của chế độ Sài Gòn vào đánh. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ đánh ác liệt. Vì nói thật ra thì ngày xưa, ngày trước chúng tôi đi đánh không phải đạn nhiều như bây giờ. Cái gì cũng ở trên lưng. Thế cho nên là cơ số đạn chúng tôi chỉ có một khẩu AK chỉ có 100 viên thôi. Được. Khi nào mà nếu mà được cái số gọi tăng cường ấy, thì mình là được 150 hoặc là 200 viên. Đấy. Thế cho nên là hôm nay mỗi khẩu AK có 100 viên mà tôi đánh từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa là tôi cũng mất 60 viên.
bắn tiết kiệm đấy. Bắn đấy là bắn chỉ có điểm xạ thôi đấy. Vâng. Chứ không bắn một lần nào bắn liên thanh cả, chỉ có điểm xạ thôi. Thế đến cái lúc 12 giờ trưa này thì chúng tôi phải chuyển sang thế AK, chuyển về đất phán bộ. Chỉ có nhằm thật chính xác, bắn một phát xong là ta trốn ngay. Bởi vì địch ở xung quanh nó đông lắm. Và M72, M79, rồi DK, các thứ nó rất là nhiều. Thế cho nên chúng tôi cứ thế thỉnh thoảng đáp lại chúng nó là chỉ có một viên. Cả trận địa đánh đến 4 giờ chiều gần như là hoàn toàn in tiên sự. Nhưng địch lúc ấy nó biết là không thể nuốt được rồi. Thế nó mới lui lên. Thế 5 giờ chiều nó đánh một trận tổng lực nữa vào. Nó đánh một trận tổng lực nữa thì nó đánh cả phía sau. Thì chúng tôi mất một khẩu DK. Ở đây là toàn bộ một khẩu DK đã bị mất hẳn. Mất là bị trúng đạn mà mất, hay là mất người, hay là bị nó cướp mất? Bị mất về do cái khẩu DK là anh em bị hy sinh. Tức là anh em hy sinh. Anh em và hy sinh cái khẩu đội DK đấy thì cũng chưa lấy được súng về. Thì lúc đấy nó chưa lấy được súng về thì nó đang đánh tập hậu đằng sau. Và cái bên trung đội bộ binh thì nằm giải dọc theo cái dọc theo cái trận địa ấy. Thì cũng thiệt hại rồi đấy, anh em bị thương cũng nhiều. Thì nó đã bắt đầu đánh tổng lực vào thì ở đây nó có một tên nó nhảy sang cái hầm DK thứ hai, nó định tiêu diệt nốt cái hầm DK thứ hai thì tôi phát hiện lúc cái đạn nó bắn rất nhiều. Thế nhưng mà tôi đưa súng lên tôi đón chờ nó, để chờ nó vào thì đúng tầm bắn của mình bắn. Thế nhưng mà cái hầm, miệng hầm thì vuông nhỏ nhỏ thì kê súng lên thì cái hướng của nó thì cái băng ngạc ca thì nó tì thành hầm, không lấy được đường ngắm. Tức là khi mà dương súng vào rồi thì nó tì hết cả vào thành hầm này thì cũng không thể ngắm được. Thế tôi mới bảo anh trung đội trưởng người Cao Bằng, và anh ạ, những thằng nó đang nhảy vào phía hầm DK nó đánh, em lên đây anh ạ. Anh bảo đừng lên, nó bắn như thế đừng lên. Nhưng mà anh này thì anh lại là lính 568, anh đánh trận các thứ là rất nhiều rồi. Anh ấy còn ở đấy là cánh đồng người ta mới gặt lúa đấy. Anh cần lấy rơm lấy dạ, anh làm như bệnh một cái mũ để ngụy trang khi mà mình nhau lên thì nó hợp với cái rơm dạ người ta để ở trên đồng đấy. Theo tôi đội cái mũ dạ, cái gọi là mũ chứ, nhưng anh cũng làm như buộc túm đầu xong rồi chia ra mấy góc đấy để ngụy trang thôi. Tôi bò lên trên, tôi nằm trên mặt ruộng, tôi nằm chờ nó khoảng 5 phút. Nó ở dưới hố pháo, nó bắt đầu nó từ từ nó nhoi lên. Khi mà nó bắt đầu nó lao về phía hầm DK thì tôi nổ súng, nổ 2 viên. Đấy là tôi bắn phát một thôi chứ không phải bắn điểm xạ, nhưng mà tôi kéo cò 2 lần. Thì thế này nó nhào đầu xuống dưới hố pháo đằng phía đằng trước. Tôi cũng có nằm chờ nó đến khoảng 5 phút nữa, không thấy nó lên. Thế nó bắt đầu bò về hầm, chui xuống hầm, xong rồi tiếp tục quan sát nhìn nó đến tận chiều tối là không thấy tên này mò lên nữa thì tôi tạm yên tâm. Thế rồi đến lúc 5 giờ chiều coi như là tiếng súng hoàn toàn im về tiếng súng bộ binh đấy. Thế là địch nó rút ra rồi, bắt đầu 5-6 giờ thì nó cứ thỉnh thoảng nó bắn cối cá nhân như cối 60 của nó đấy, nó bắn vào trong trận địa. Thế đến 8 giờ thì tôi được nhận lệnh rút thì lúc đấy thì tôi mới bắt đầu tháo vũ khí, tức là tháo 12-8 này đưa ra ngoài. Thế rồi thương binh đưa ra trước, thế còn anh em liệt sĩ thì chúng tôi bắt đầu tháo rút đà hầm ra để anh em ở dưới đấy. Thế là chôn luôn anh em tại trận địa. Vâng. Sau rút về thì đến 10 giờ đêm chúng tôi bắt đầu rút ra khỏi trận địa. Ngày hôm sau
Hồi đó ngày mùng 10, địch nó bới toàn bộ xác anh em mình. Nó đem lên trên lộ 4 nó phơi. Đêm mùng 10, tôi lại còn tổ chức đi vào để lấy xác anh em. Nhưng mà địch nó đông quá, không lấy được. Thì 2-3 hôm sau thì đấy, thì lực lượng du kích của cái khu vực đấy, người ta lấy được xác anh em về, người ta chôn. Chôn thì đến cuối tháng 5, chúng tôi mới đi bốc mộ anh em đưa về dưới nghĩa trang Tiền Giang. Anh ơi, đấy là anh nói là ngày mùng 9 tháng 4 năm bao nhiêu? Năm 1975. Năm 75. Vâng. Mà Ngụy nó còn hoành tráng thế. Ôi trời, nó còn lực lượng của nó mạnh lắm chứ. Thế ạ. Lực lượng nó còn rất mạnh chứ, mình đừng có nghĩ rằng là nó rất yếu. Lực lượng nó rất mạnh. Vũ khí nó rất nhiều. Thế nhưng mà nó yếu là yếu ở cái tinh thần. Cái sự chuẩn bị của nó không có. Là hai. Cái thứ ba thì tất cả trong các cái chiến khu ở trong thì đều là quân giải phóng ở. Nếu không bộ đội chủ lực thì cũng là bộ đội địa phương, rồi dân quân du kích ở. Thế cho nên bây giờ nó không cái chỗ nào để nó lập căn cứ được đã. Không lập được căn cứ. Bởi vì nó muốn lập căn cứ thì anh phải có công tác chuẩn bị. Vâng. Anh phải đi tìm. Vâng. Và những cái chỗ hiểm hóc thì anh ấy thì ở, mà trong những cái chỗ hiểm hóc đấy thì lại là bộ đội chủ lực, rồi bộ đội địa phương, dân quân du kích ở rồi. Khu đấy mình nhiều chiến khu lắm. Đấy. Thế cho nên nó làm sao lập được căn cứ. Vâng. Đấy. Và cái đội quân của họ thì cũng không phải là cái đội quân mà có thể là ăn cơm vắt nằm hầm rồi trường kỳ kháng chiến về gian khổ là người, vâng. Họ nói đúng thẳng rằng người ta không chịu nổi. Vâng. Họ đánh để họ lấy lương thôi. Cái lý tưởng của mình khác. Vâng. Cái lý tưởng của người ta nó khác. Vâng. Thế cho nên là mình thắng ở cái chuyện lý tưởng. Như vậy là trong cái trận đấy là mình hy sinh mất 15 người à? Chính xác là 16 người. 16 người. Cái đại đội đấy của anh thì đại đội trưởng, bí thư, chính trị viên còn không anh? Sau cái trận đấy. Sau đấy thì tất cả đều cán bộ là đại đội đều còn cả. Kể cả cán bộ trung đội. Yeah. Chỉ có tiểu đội thì cán bộ tiểu đội thì hy sinh mất một. Tiểu đội trưởng của bên bộ binh. Mình hy sinh thì chủ yếu là bị đạn bắn thẳng hay là pháo hay các cái gì? Chủ yếu đạn bắn thẳng nhiều. Yeah. Còn pháo thì mình đã được cái là mình đã chuẩn bị hầm rất tốt. Hầm nó gần như là cái giữ mạng sống cho mình. Anh ơi, như vậy là anh đi từ năm 72. Tức là không, tức là chính xác là năm 73. Vâng. Sau đợt B-52, năm 72. Anh đi từ 72. Sau B-52 ở ngoài này này. Thế vâng. Khi đi như thế thì là vào đến nơi là tháng đợi là đầu năm 73. Vào đến không, vào đến nơi, chúng tôi vào đến nơi đầu năm 74. À, thế à? Rồi chúng tôi huấn luyện ngoài này tới 10 tháng. À, thế cái thời gian mà có nghị ký Hiệp định Paris rồi, thì lúc đấy ở trong bộ đội thì cái tâm trạng của những người chiến sĩ như nào anh? Vì tâm trạng lúc mới, khi mà ký là chúng tôi mới nhập ngũ thôi. Vâng. À. Thế mà đi vào đây học tập chính trị thì rõ ràng là nhận thấy rằng là cũng như Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lúc đã nói rồi, ký Hiệp định Paris không có nghĩa là để cho Việt Cộng vào Sài Gòn ăn hủ tiếu. À. Đấy. Thế cho nên là chúng tôi cũng xác định là sẽ còn đánh. Khi mà hành quân từ đây vào trong miền Đông ấy, thì là mình hành quân kiểu gì đấy? Hành quân thì bọn tôi, lúc đi hành quân thì bọn tôi không phải, nói chung là không phải đi bộ. Ví dụ như đây vào đến Vinh là bọn tôi đi tàu hỏa. Vâng. Mà tàu hỏa là lúc đấy là ghế bọc đệm da đàng hoàng. Ừ. Lên trên tàu ngồi đi đến Vinh, xong rồi xuống tàu thì lúc đấy thì bắt đầu mới, lúc thì ô tô thì ô tô Hải Âu, lúc thì đi xà lan. Ừ. Đó. Thế bắt đầu từ Kỳ Anh mà vượt Trường Sơn đấy. Vâng. Sang Lào ấy. Thì ở đấy lúc ấy nó có hai mé Trường Sơn đó. Vâng. Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây. Vâng. Thế khi mà Trường Sơn Tây ấy, và là về mùa khô thì Trường Sơn Đông nó sẽ là mùa mưa. Cái nhiệm vụ của chúng tôi là vào sâu trong chiến trường cho nên là không thể đi Trường Sơn Đông được. Lúc đấy hành quân là toàn bằng cái loại GAT-63 thôi, của Nga. Lúc đấy là không có máy bay B-52 nữa rồi.
là hết máy bay nói, kể cả máy bay ném bom thường thì cũng ít thôi, cũng không bị một trận nào trong đường hành quân cả. Cho nên là đi là như chảy hội ấy nhở, em nghĩ thế đấy. Cũng nếu chảy hội thì lúc đấy thì cũng không, bởi vì hoàn toàn là gần như toàn đi đêm thôi. Vẫn phải đi đêm à? Vẫn phải đi đêm chứ, đi máy bay trinh sát nó vẫn có chứ. Đi đêm, thế chỉ có những cái đến khi mà đến trạm giao liên trạm ấy thì thực sự thì là thấy quân mình ở rất đông. Dạ. Thế nhưng mà nếu mà quân như đi như chảy hội thì đúng là cái chiến dịch Hồ Chí Minh ở cái trên kênh Bà Đá mà hôm mà chuẩn bị xuống quốc lộ 4 ấy, thì đúng là quân ở đấy ngược xuôi như chảy hội luôn. Trước 9 giờ sáng thì còn đang đánh nhau, nhưng 9 giờ sáng của ông Dương Văn Minh ông mới ra lệnh tất cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa coi như nằm tại chỗ, tức không nổ súng nữa, không giao tranh nữa. Đấy, thì từ 9 giờ sáng cho đến lúc mà đến 11:30 thì lúc đấy là gần như là không có đổ máu. Thì cái lúc ấy đại đội của anh ở đâu? Lúc ấy đại đội vẫn nằm ở dưới miền Tây. Vâng. Tức là cách cửa ngõ Sài Gòn 40 cây số. Có chiến đấu hay là nói vẫn, chung là tình hình của đơn vị này như nào? Lúc đấy là lúc đơn vị là vẫn cứ đi chiến đấu ấy. Chứ không làm gì có những đơn vị chiến đấu nào mà được nằm không đâu. Thế nhưng mà lúc đấy cái đơn vị của tôi thì lại bao vây một cái căn cứ hải quân. Nó nằm ở gọi ở cái tỉnh đấy nó gọi là Kiến Tường. Kiến Tường. Ừ. Và tiếp quản căn cứ đấy, căn cứ hải quân đấy. Nó hàng ngày. Thì lệnh của Tổng thống dân là nó bàn giao. Thế là cũng có thằng nó bàn giao, có thằng nó trả bàn giao. Đa số là bàn giao. À thế ạ. Còn một số thì nó cứ không bàn giao, nó cứ bỏ để nó chạy hết. À, nó bỏ nó chạy mất. Bởi vì nó cũng sợ mình trả thù. Vâng. Thì theo tuyên truyền nó sợ trả thù nó bỏ chạy. Vâng. Còn những cái căn cứ bị vây thì nó mới bàn giao. À, nó không chạy được. Vâng. Đấy. Thế như cái chỗ đấy là bọn anh vây lâu chưa? Bọn tôi bắt đầu vây từ tháng 10. Tháng 10 năm 1974. Vây cái căn cứ hải quân ấy. Vâng. Suốt từ tháng 10. Chia sư đoàn vây, sư đoàn đánh. Vâng. Đánh xong rồi không đánh được, rút ra bỏ đấy. Để đấy thì coi như đưa một số đại đội vào bao vây xung quanh. Thế là cứ nó ra thì đánh thôi. Thì ở một cái căn cứ đấy thì nó có một con kênh đào cắt ngang thẳng từ Mỹ Tho mà sang tận Campuchia. Thì cái căn cứ hải quân 175 ấy thì nó đóng ở gần cái ngã tư đấy. Thế thì một bộ phận chốt ở kênh đào đằng kia, còn bộ phận của tôi thì chủ yếu thì bị chốt ở trên đường về Long An, chủ yếu là cái đường chốt về Long An, chứ còn đường chốt về đằng kia thì không. Thì một cũng có một lực lượng nhưng mà ở đấy thì tàu hải quân nó không thể đi được. Thế là mình không cho tàu hải quân của nó đi đấy. Ông cứ nằm đấy thôi rồi tiếp viện các thứ này khác là tiếp viện cũng không được, cũng không được. Nó lửa nhất là cái trận đánh ở trên sông Hoàng Hồ Tây. Anh kể đi. Cái trận đấy thì khi mà 8 giờ sáng tôi nhận được điện báo là tàu địch lên tiếp viện cho căn cứ 175. Thì mới đầu báo lên là 8 tàu cơ sở của mình báo lên đấy. Dạ. Ở trong báo ra cho đơn vị là địch lên 8 tàu. Thì đơn vị bắt đầu chuẩn bị công tác, chuẩn bị chiến đấu. Thế khi mà 8 tàu của địch lọt hẳn vào trong trận địa thì cái đầu tiên vào đi đầu á là bị đánh chặn đầu, thì cái cuối là bị khóa đuôi. Thế nhưng mà hôm đấy lại nó lại đi lên tới 13 tàu. Nó lên tới 13 tàu. Thế là 5 tàu nó còn lọt lại. 5 tàu nó nằm bên ngoài. Đấy. Thế là 5 tàu ở ngoài thì nó bắt đầu nó mới đánh vào. Ở trong thì nó đánh ra. Thế là mình bị kẹp giữa. Không, tức là mình không bị kẹp, mình ở trên bờ. À, mình ở trên bờ. Mình ở trên bờ mà cho nên là nhưng dù sao là mình cũng gọi là bị hai đầu nó đánh đấy. Đấy. Mình thế vây nhưng nó. Cái đầu đằng kia thì mình không ngại vì bởi vì sông nó cũng không phải là thẳng. Dạ. Nó cong và nó lượn. Dạ. Thế thì chủ yếu thì mình vẫn cứ phải đánh nhau với 8 tàu này thôi. Vâng. Thế thì cái bọn kia thì nó ở ngoài nó bắn mạnh vào trận địa thì cũng chỉ là để hỗ trợ cho cái bọn chia này lửa, thôi. Chia lửa. Đấy mình gọi là thế, nhưng mình chia lửa đấy. Chứ còn nói về bộ binh nó thì không có thằng nào lên cả. Dạ.
và pháo nó cũng không bắn tới, nó không bắn tới bởi vì thực tế là giữa trên bờ với sông thì hai cái mục tiêu quá gần nhau, pháo nó không bắn được. Nó bắn thì nó sợ vào tàu nó, vì nhất là có khi mà nổ thì mảnh nó phạt đi thì tàu cũng bị sẽ rất dễ bị, đấy, tàu hải quân của nó cũng rất dễ bị, như cho nên là pháo nó không bắn đến. Mà trong cái trận này thì bọn tôi cũng bắn chỉ bắn cháy 5 tàu đấy, còn thì... nhốt 8 cái mà bắn được 5 cái và cũng ác cũng... nhỉ. Anh ấy thì mình bắn thì bắn bằng cái kiểu gì? Bắn DK B40 B41. Ồ, cũng dùng B40 B41 à? Vâng. Có cả H12 nữa, nhưng H12 bắn chỉ có một quả thì không bắn thua. Bắn không trúng. Chủ yếu là DK B40 B41 thôi. Còn 12D8 chỉ là bắn áp chế hỏa lực trên tàu thôi, chứ còn không, kể cả súng bộ binh thì cũng chỉ bắn áp chế hỏa lực trên tàu thôi, chứ còn chủ yếu là DK mới cháy được, mới thủng được tàu, cũng giống như xe tăng vậy nhỉ. Vâng. Cũng phải là bởi vì cái tàu hải quân Mỹ nó chạy đường sông, nó biết mình phục là nó có thể làm cái dọ bên ngoài. Ừ. Nó cho bao cát xuống hoặc nó cho xốp ở đấy. Như chắn đạn tàu, đấy. Không phải chắn đạn. Vâng. Và chủ yếu mục tiêu chủ yếu của nó là khi mà cái B-40 Hàn Quốc mình bắn vào chạm rồi nó nổ. Nó nổ thì cái nó là nó gọi là đạn lõm mà. Vâng. Thì cái nhiệt lượng nó tập trung vào một điểm thì nó sẽ làm cái nhiệt lượng đấy nó yếu giảm, đi, giảm đi, hoặc là nó bị chạy lung tung. Thế là nó cũng là một cái hình thức gọi là chắn đạn đấy. Đấy. Nó làm mất cái hiệu lực của cái B-40, B-41 vào tàu. Đấy thì nó giảm đi thôi. Thế thì mình bắn kiểu gì cho nó cháy anh? Thì cũng bắn bên trên, rồi bắn dưới, nhiều chủ yếu mình bắn nó thân tàu. Chủ yếu là bắn thân tàu chính. Em chưa nghe cái câu chuyện này, đúng là cả nhà thấy không? Mình đặc công có rồi, phi công có rồi. Rồi khá là nhiều đấy. Trinh sát rồi vân vân, nhưng mà đánh tàu là chưa thấy. Tàu đây là tàu thủy nhé, không phải là tàu khựa đâu, tàu thủy. Vâng. Tàu hải quân đấy. Vâng, anh ơi, như vậy là thế còn đặc công nước thì sẽ làm gì? Đặc công nước á, thì ở đấy là bộ phận đặc công nước thì chủ yếu để đi đánh như pháp cầu, các cảng hay khác. Có khi nào lặn xuống rồi đục đáy cái thuyền của không? Nhiệm vụ của chúng tôi là không có nhiệm vụ đấy. À, em tưởng làm kiểu ít kiêu ấy. Làm ít kiêu thì đấy là bộ phận khác. Dạ. Anh có phải là đặc công nước không? Tôi thì cũng ở bên liên quan với anh em ở bên đặc công nước thôi, chứ còn không phải bên đặc công nước. Thế ở đơn vị thì anh là cái nhiệm vụ gì anh? Nhiệm vụ lúc đấy của tôi là bên 12D8. 12D8. Bảo vệ 12D8. Trong hồi ký của các cựu chiến binh ấy, thì khi thì em thấy là 12D8, khi thì 12D7. Em biết là các anh không nhầm, nhưng mà em muốn anh giải thích một chút. Cái 12D8, giữa 12D8 và 12D7 này ấy, thì nó cũng theo cái từ chuyên môn, tức là cái cỡ nòng của chúng ta, đạn của chúng ta là 12D8. Mà cỡ nòng phổ biến, tức là nó gọi là cái chung của thế giới đấy của nó là đạn 12D7. Vâng. Thế nhưng mà của mình làm to hơn ra một tí, tức là để khi mà nó lấy được đạn của mình thì nó không thể sử dụng được. À. Còn đạn của địch mà nếu mà chúng ta lấy thì chúng ta vẫn có thể vẫn sử dùng được. Được. Thế là mình khôn hơn nó rồi. Đấy là tránh cái tình trạng ấy thôi. Vâng. Cũng như cối ấy. Cối tại sao bảo cối của mình, cối nói chung nó gọi là cối 81. Thế nhưng cối của mình lại chính xác thì có phải còn nó là 82. À. Hoặc là cối 60 ấy. 60, thì của 61. Mình lại là cối 61. Vâng. Chứ còn của địch là cối 60. Vâng. Đấy, bởi vì là khi mà em đọc hồi ký ấy, thì em thấy như anh nói đấy, 60, 61 này, 81, 82, rồi 12D7, 12D8. Em biết là các anh không nhầm, nhưng mà lên thì khán giả thì còn có những cái thắc mắc. Thì em có hỏi ông xã nhà em, ông xã nhà em bảo họ viết đúng đấy. Đó là tác giả ấy, là người ta viết đúng đấy. Nhưng mình phải nhưng hiểu mà... rõ cái cặn kẽ ở cái nguồn gốc của nó. Vâng. Nó là như thế. Vâng. Nếu súng của Sài Gòn là 12D7. Vâng. Của ta là 12D8. Đó là bên phe tư bản là nó là 12D7, bên xã hội chủ nghĩa là 12D8. Tức là mình thì dùng được của họ, nhưng họ là không dùng được của mình. Còn hoặc là mình có cái từ gọi thêm nó là Thượng Liên ấy. Nó là 12D8. Trung Liên, Thượng Liên đấy. Trung Liên thì là bộ súng bộ binh, Thượng Liên thì nó lại là không phải bộ binh nữa. Tức là mình nó là pháo rồi, nó chuyển sang pháo. Trung Liên, Thượng Liên rồi còn Đại Liên nữa. Đại Liên thì nó lại chính ra Đại Liên nó còn nhỏ hơn Thượng Liên. Ô thế à?
Em tưởng đại là nó to hơn. Không, đại liên thì nó cũng chỉ dùng đến cái đạn 9 ly là cùng. Còn cái thượng liên là dùng tới 12 ly 7, 12 ly 8 thôi mà. 12 ly 7, 12 ly 8 là gọi là thượng liên hả anh? Là thượng liên đấy. Chứ chưa... Bọn em thì vẫn cứ nghĩ rằng là đến cái tháng 4 đấy rồi, tháng 3 đã gãy súng rồi. Cao Xuân Huy tháng 3 gãy súng. Có cái đã vâng. Có thời gian anh ở Campuchia thì thế nào? Có đánh nhau không? Thời gian Campuchia thì trước năm 75 không đánh nhau. Dạ. Và chủ yếu là huấn luyện, tập. Sau 75 thì anh đã ra quân chưa? Chưa. Đến năm 84 mới về. 84 anh mới về, thế thì anh lại có thời gian chiến trường ca nữa. Có. Anh có tham gia đánh chiến trường ca không? Không, lúc ấy thời bên quân báo. Ờ, quân báo, anh chuyển sang quân báo từ năm nào? Từ năm 78. Năm 78. Chiến trường ca quân báo là kinh lắm đấy. Và quân báo cũng chỉ nói là trinh sát luồn sâu chứ. Vâng. Vì cái đơn vị của tôi là sau năm 75 này là giải tán. Vâng. Đến tháng 6 năm 75 là bắt đầu toàn đơn vị giải tán, mỗi người về bộ phận hết. Đơn vị của anh đúng ra nó là cái gì? Nó trực thuộc vào sư đoàn 5. Đấy, nó trước là nó đi phối thuộc với sư đoàn. Đầu tiên nó đi phối thuộc thì khi mà nó đi phối thuộc ấy thì nó là của đơn vị nào? Thì nó của tư lệnh miền Nam. Thì không riêng quân báo chiến trường ca đâu nhé, mà kể cả quân báo của biên giới phía Bắc ấy là cũng có rất là nhiều chuyện hay mà em cũng biết đấy. Thế nhưng mà em cũng biết rằng là những cái chuyện như thế không thể chia sẻ trên cộng đồng được. Vâng, thì cũng hơi tiếc. Em nghĩ rằng cũng rất là hy vọng khoảng độ 20 năm nữa mà các anh vẫn còn sống tốt ấy, thì lúc đấy mà em mà cũng còn sống nữa thì hoặc là một cái thời gian nào đó mà nhà nước có thể là gọi là cho gọi là giải mật ấy, cho phép được chia sẻ. Nhưng em nghĩ có lẽ không có đâu. Thành ra em rất là thích đấy, rất là thích, nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi. Các bạn nghe đài của em, các khán giả của em thích lắm. Rất nhiều cái thích mà em cũng có rất nhiều cái nhưng mà không dám chia sẻ. Bởi vì nó lợi bất cập hại. Thế cho nên muốn chị lên những cái này để tìm lại những anh em đồng đội ngày xưa ở trong đơn vị đấy. Thì nếu mà còn ai còn sau cái cuộc chiến Campuchia, ai còn ai mất thì mất rồi, còn ai còn thì sẽ liên hệ tìm với nhau. Nhưng mà đơn vị của anh thì phải ghi nó rõ ràng thì mới ấy được đơn thì vị. Đấy, anh ghi là CK94. Chỉ mỗi thế thôi. C là đại đội, K là độc lập. À, nó có phương hiệu đấy. CK94. Vâng. CK94 của anh ngày xưa có đông không? Có, cũng khá đông, khoảng trên 100. Mà cái đại đội này của tôi là một đại đội hợp thành đầu tiên của quân giải phóng miền Nam. Anh ơi, không có đại đội nào mạnh như đã bao giờ các anh gặp mặt chưa? Cái CK cái C này chưa bao giờ à? Sau này giải tán mất. Gặp đi anh, gặp mặt đi. Giải tán không thể gặp được. Cái lần đi về xin danh sách liệt sĩ này tôi đã xin lại cái chức ngang của anh em K94. Thế nhưng mà người ta không cho. À. Vẫn cảm thấy là đơn vị giải tán thì không còn. Đấy, chứ không tìm. Nếu còn cái chích ngang thì mình có thể tìm được. Nhưng còn không có thì chịu. Thế anh về là phục viên hay là chuyển ngành? Phục viên chứ chuyển ngành lúc ấy ai nhận? Sao không nhận? Cấp ở quân hàm thì ở trả hay người ta nhận. Tại sao? Đạo ý ai trả lương cho mà nhận. Lúc đấy là nghề nghiệp không có. Lúc đấy là anh đại úy. Thiệt nhỉ? Quân hàm thâm thấp thôi thì lại được. Hạ sĩ quan ấy, thì vâng, được. Thì lại được. Trong khi đó thì những cấp bậc đấy thì về rất là khó. Được. Thế xong rồi về thì rồi anh sinh mưu sinh kiểu gì? Xin, không xin được việc. Gia đình thì có cái nghề thợ may thì bắt đầu làm thợ may. Làm thợ may. Ừ, đúng, em nhìn thấy anh cũng hơi giống thợ may đấy. Thế bây giờ anh còn may không? Bây giờ thì cũng may số để ấy thôi, chứ còn nói chung là nghề thì tôi về thì làm nhiều nghề, thợ may, thợ điện, rồi làm kể cả nhân viên bán hàng ở trong siêu thị. Đó. Điện này, điện nước này, toàn nhà này, tôi toàn bộ tôi làm đấy hết. Cấp bậc thì là đại úy, chức vụ thì là gì anh? Đội trưởng của quân báo thì một nhóm đấy, thì chứ còn gọi. Ôi anh ơi, cái nhóm đấy nhưng mà kinh lắm, em biết rồi mà. Một quân báo viên rồi đã kinh rồi, nhóm trưởng nó hơi kinh đấy. Em cũng ước gì là một cái thời gian nào đó mà mình có thể nghe được các cái câu chuyện quân báo. Nhưng em biết là không được nghe đâu.
qua câu chuyện của anh. Em thấy nó không phải là để mình biết thêm một chuyện, mà giống như nó mở ra một cái hướng, để có một cái hướng đi ấy, tức là tìm thêm một cái đầu mối. Và em rất là muốn cái CK94 của anh còn nhiều hay còn ít, có được một cái buổi họp mặt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là lúc ban đầu thì tôi cũng nghĩ rằng là anh Diện là một cựu chiến binh của giai đoạn chống Mỹ cứu nước. Vâng, nhưng mà đúng là đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, là cái người cựu chiến binh đầu tiên mà chúng ta biết của một cái đơn vị gọi là đại đội độc lập. Hóa ra một cái mặt trận rất là rộng lớn này nó còn rất nhiều điều mà mình còn chưa hình dung ra và cũng chưa có khái niệm về nó. Cho nên là em nghĩ rằng câu chuyện của anh sẽ được khán giả quan tâm, và tôi cũng rất là mong rằng những cựu chiến binh, mà nhất là cựu chiến binh của CK94 xem video này thì liên hệ với chúng tôi. Và đặc biệt là anh Diện rất là muốn gặp lại đồng đội của mình. Anh em mình hẹn nhau lâu rồi đúng không? Vâng, nhưng mà em cũng không hiểu tại sao hôm nay em lại nghĩ rằng là em phải đi hôm nay. Và em cũng không hề biết là có cái câu chuyện ngày mai là anh có cái trận đánh nó diễn ra như vậy. Thì nếu như một người mà duy tâm một tí á, thì người ta cũng nghĩ nhở. Thì nó một cái đấy, nó cũng là một cái trùng hợp, hoặc là những anh em cũng có thể là những người, những đồng đội đã hy sinh giúp cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Anh như thế, cái khi mà em hẹn là hôm nay em đến ấy, thì anh có nghĩ như thế không? Anh có nghĩ anh đến cái trận này không? Anh nghĩ anh gặp, nghĩ là đến gặp em là anh nghĩ ngay đến cái ngày. Mà anh chỉ có chủ yếu là nói chuyện với em về cái ngày này. Bao nhiêu ngày em không hẹn nhỉ? Vâng, cứ đi rồi đi mà hẹn thì lại đúng là ngày hôm nay. Ở tầm này thì anh, đơn vị anh đã vào chưa? Đã vào trận địa chưa? Đang đào hầm rồi đúng không? Không, chưa. Chưa tối vào. Nay mới bắt đầu hành quân. Tối mới bắt đầu hành quân, đào hầm. 5 giờ chiều mới bắt đầu. Vâng. 5 giờ chiều bắt đầu hành quân. Nhưng mà bây giờ thì mình tạm dừng ở đây anh nhỉ? Vâng. Còn để cho những buổi sau. Và em cũng rất là hy vọng anh sẽ tìm thấy đồng đội của mình. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em cảm ơn anh. Rất cảm ơn chị.